Dạ, xin chào cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu một cái mẫu motor, người ta gọi là motor BLDC, có nghĩa là motor không chổi than á. Dòng motor này thì được tháo từ máy photocopy của Nhật nha. Dạ thì con motor này của hãng Servo. Servo là tập đoàn lớn của Nhật ha, nhưng mà có nhiều nhà máy ở, có thể ở Việt Nam và ở Trung Quốc luôn. Thì con này là made in China, Trung Quốc. Thì nó có thông số là DC 24V 48W. Con này thì nó có cái trục trục của nó là 8 mm. Thì được cái ưu thế trục 8 mm thì nó trùng khớp với cái trục của quạt mình đó, cho nên là mình chế quạt rất là ok ha. Thì mặc định thì cái con này nó có chân CLK, đây chân CLK, có nghĩa là chân cắp xung, thì bình thường phải cắp xung nó mới chạy được. Thì tuy nhiên thì bên em có thể mod nó chạy trực tiếp, có nghĩa là không cần mạch xung đó nữa, mà chỉ là bấm cộng trừ, cấp cộng trừ là nó chạy thôi ha. Thì một cái motor zin gì là 200k, và một cái motor mà đã mod chạy trực tiếp thì chạy trực tiếp, có nghĩa là cấp cộng trừ là nó chạy được từ 13V cho tới 30V nha. Vôn càng cao thì tốc độ càng nhanh đó, thì như vậy là 250k, có nghĩa là đã mod chạy trực tiếp và thay trục quạt cho cô chú anh chị luôn là 250, còn zin là 200. Thì không chổi than á, cái ưu điểm của nó là rất là bền đó. Đây là quấn dây đồng 100% nha, nó sẽ được tạo từ trường để quay chuông 500 thôi, chứ không có chổi quét giống như loại có chổi than. Loại chổi than thì nó ồn, nó ăn dòng cao và nó mau mòn than và nó sẽ chết, còn cái này thì rất là bền ha. 48W công suất rất là ok. Thì đây đây là một cái 48W mà em đã mod về trực tiếp và em đã gắn trục quạt nha. Đó, thì em sẽ test cho mọi người xem. Đó, nó chạy được từ 13V tới 30V. Em không có nguồn 13 thì em sẽ thử cái nguồn 18 cho cô chú anh chị xem nha. Mình có hàng sẵn 2 dây cộng trừ và con diode chống ngược cực. Về lỡ mình có cấp ngược cực thì nó sẽ không cháy động cơ. Còn bình thường nếu không có thì nó sẽ cháy nha. Bây giờ để em test. Cái cánh em đang test là cánh 5 lá 35 cm. Rồi, bây giờ em cấp nguồn nha. Cứ cấp nguồn vô là nó chạy nha. Rất là mạnh và mát ha cô chú anh chị ha. Và loại này rất là bền vì nó là không chổi than, nó sẽ không bao giờ có than để nó mòn đâu đó. Còn loại có chổi than thì nó ồn lắm, với lại nó sẽ mòn, một ngày rồi nó mòn, nó yếu từ từ và nó hư luôn đó. Cái này nè, em cấp nguồn là nó chạy nha. Motor zin 200k, motor đã mod và thay trục quạt không bao gồm cánh nha, 250, và em chưa báo phí ship nha. Giá này là giá của sản phẩm thôi, phí ship tùy theo khu vực. Mình có thể chế làm bát treo tường nè, quạt đứng nè, chế quạt hộp cũng được luôn. Ai muốn làm quạt hộp thì em làm cái trục quạt nó ngắn lại kiểu quạt hộp nha. Rồi, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo em ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.